Yeah, hai sao bạn đã trở lại với channel của mình nha mọi người. Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của series Gata 5 của kênh Hành Trung Gaming nha các bạn. Và theo yêu cầu của các bạn thì hôm bữa mình cũng có làm một cái clip là anh Messi các bạn ạ. À. Anh cũng có đi cướp cướp cái chi nhánh ngân hàng nhỏ nhỏ. Thì các bạn hỏi phân bì sao mà anh Messi anh đi cướp mà không bao giờ thấy anh Gondo anh động tay động chân gì hết á. Mặc dù mình là fan của anh Gondo thiệt nhưng mà bữa nay mình phải chơi công bằng các bạn ạ. À. Thì hôm bữa anh Si có đi cướp mấy cái tiệm ngân hàng nhỏ lẻ thì thôi hôm nay anh bảy của chúng ta đó. Mặc dù là anh rất là nhiều tiền các bạn ạ. À, nhưng mà tiền không nói nên được cái gì các bạn ạ. À. Giống như là các bạn biết không, xưa anh có đá hay cái nào á, bữa nay mấy nay bữa mình coi truyền hình các bạn ạ. À. Mình thấy mấy anh bình luận viên á bình luận cái mình mà thấy dội luôn các bạn ạ. À. Cơ bình luận tối nghỉ ngủ luôn các bạn ạ. À. Fan của anh bảy chính gốc, các bạn không thể nào nuốt nổi những cái bình luận ở trên truyền hình nữa các bạn ạ. À. Nè, chơi cái gì cũng dìm hàng anh bảy các bạn ạ. À. Thằng nào sút vô cũng rồi rồi kiểu này anh bảy hết sức đá chính rồi, cái chuyện đó là chuyện bình thường các bạn, ai đá chính cũng được, quan trọng là Bồ Đào Nha vô địch, Bồ Đào Nha chiến thắng là ok. Còn mấy anh bình luận viên thằng nào đá hay đá giỏi thì ai cũng mới có thời chứ, huống chi anh ba mươi mấy tuổi rồi mà cứ đem ra so sánh, đem ra đánh hè, đem ra làm cái chủ đề để nói tới nói lui hoài, không hiểu luôn mấy anh luôn á. Đội tuyển của người ta thì ảnh lớn tuổi rồi, ảnh cống hiến như vậy cũng mười mấy năm cho đội tuyển quốc gia rồi đó, nên mình luận viên cũng nên tôn trọng một xíu đi các bạn ạ. À, không nói tới thà luôn các bạn, thà đừng có nhắc tới các bạn ạ. À, còn nhắc tới làm ơn đừng có dìm hàng ngợi xíu các bạn ạ. À, bạn nào mà quen với mấy ông bình luận bóng đá thì nhớ gửi lời của mình nhắn nha, anh bảy bực lắm á. Nên bảy bữa nay quyết định hai anh em, bình thường Messi đi mình cướp ngày hôm nay hai anh em đi cướp ngân hàng đồ bị vả chơi rồi các bạn ạ. À, hôm nay không cướp ngân hàng ơi, nay nghĩ kỹ là bạn, nay cướp tiệm vàng các bạn ạ. À, cướp tiệm vàng cho nó không cắt Việt Nam các bạn ạ. À, ở Việt Nam mà cướp ngân hàng thì nghe nó xa xa xỉ quá bạn. À, lâu năm 10 bữa nửa tháng năm 2 năm mới có một vụ, còn cướp tiệm vàng thì mình nghe cũng chắc một tháng có một vụ được. Ừ, hiện nay thì mình hai anh em trang bị cũng vũ khí xương xương các bạn ạ. À, đi hai thằng các bạn ạ. À, đi thằng là biến đó bạn ơi, đi hai thằng các bạn ạ. À, để anh kiếm mấy nào khi anh bảy mình xúc hết các bạn ơi. Đây các bạn, trang bị vũ khí xương xương mình cây súng lục, còn anh bảy này thì cầm nguyên cây súng tên lửa các bạn ơi. Cũng vui vẻ thôi. Anh Messi thì đi cướp tay không các bạn ạ. À, còn mình với anh bảy thì chơi cỡ đó đó. Nói chung là vậy được rồi bạn, dẹp cây đó vô đi đây để mấy khứa anh tiền của anh nó thấy nó quéo. Bạn kiếm tới nhà bạn, khứa chủ tiệm vàng này các bạn ạ. À, là bà con của bình luận viên các bạn ạ. À, mình sẽ tới nơi mình xử luôn. Đó, này là anh bảy nè các bạn. Anh bảy đi tìm những người anti của anh bảy xử nữa các bạn ạ. Anti thì mấy ông anti cũng vừa vừa phải phải thôi, mấy ông còn bình luận nữa các bạn ạ. Huống chi mình nói thiệt chứ người nào mà người nghe khán giả trung lập nghe còn thấy mắc ghét nữa, wow thiệt chứ. Chơi gì đâu mà đội tuyển ta thắng 5-6 trái, thắng 6-7 trái rồi bạn nhà, vẫn ngồi mà không tập trung vô cái chuyên môn đi. Kiểu mà thay anh bảy ra đá thắng á thì do anh bảy đấy, vậy là do anh bảy hết thời các bạn ạ. À, còn đá thua thì do không có anh bảy đá. Nói sao không nói được hết, tôi lại mấy ông luôn, mấy ông bỏ bỏ mấy vụ đó giùm tôi cái. Mấy ông mà tập trung chuyên môn đi hả, ví dụ khứa nào sút vô ừ khứa đó đá hay vậy thôi, bạn đừng so sánh hai với ai đó mệt nghe nhức cái đầu hết đúng không mọi người. Công an này nữa bạn, nè 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 mới nói nè, rồi kiếm chuyện vậy sao biết ai không? Is sao không tránh đường đó, thử đụng ngã cái đi anh, thử anh đụng ngã tôi cái đi coi có một chuyện không nè. Nào sao tôi đi cướp tiệm vàng đó, bây giờ anh đồng chí cảnh sát đúng không, anh lại bị tôi nè, tôi đeo lên xe anh đâu nè, tôi té cái đi là anh tới công chuyện của tôi. Anh ơi để nó mới tông anh té kìa, từ từ anh đập đập xe nó cái không có dễ dàng bỏ qua được. Ui ui chạy ơi, thôi chạy bỏ đi đệ ơi, mình là anh em mình làm lớn không có chấp mấy đứa nhỏ các bạn ạ. À, rồi nhá.
Tới tiệm vàng các bạn ạ, tới tiệm vàng phải cướp thôi các bạn. Mặc dù fan bảy nhưng mà cạnh tranh vui các bạn ạ. À. Đi cướp tiệm vàng thương xương đồ, đụng xe quẹt xe cảnh sát đồ chơi đồ cái. Ơi hồi chết, mới xóa hết sao rồi. Thôi xin lỗi đi, lỗi cảnh sát đi các bạn ạ. À. Mình mới tắt bắt tử sao các bạn ạ. À. Nó bắt mình chứ. Thôi xin lỗi anh nha, cái này thành thật xin lỗi á, để làm chuyện lớn mà vô cướp tiệm vàng á. Ừ ha, tự nhiên mình sao lịch sự quá ta, cướp tiệm vàng mà đậu xe ngoài đây các bạn ạ. À. Thôi nhưng mà không được các bạn, mình phải đi chiếc xe 4 chỗ chứ, 4 bánh chứ đi xe 2 bánh thì nó tông cho té. Ơi à, xe sao có vẻ hợp với anh 7 hơn nè. Ơi mày quýnh tao cái là ăn tên lửa đó thằng quỷ, đừng đừng có dạy mày ăn tên lửa đó. Ơi đừng đừng có bắn, trời ơi trời. Ơi nói rồi các bạn ạ. À. Nói rồi. Má mắc mẻ xe luôn, nó đánh mình cái lan bảy này thả tên lửa nó liền các bạn ạ. À. Thả tim các bạn ạ. À. Thả ha ha liền. Trời ơi. Cái này xấu quá, thôi đi đỡ chiếc này anh bảy ơi. Anh em mình đi chiếc này đi. Anh bảy này là anh bị anh bảy anh với anh bảy em nha mọi người. Mình là anh, còn anh bảy này là anh bảy em. Đó. Kêu là bảy em đi các bạn ơi, cho dễ kêu nha mọi người. Không sao cái. Rồi tới tiệm vàng anh bảy anh ơi, anh bảy em ơi. Bảy em, xuống bảy em. Em mình vô shop cái tiệm vàng này nhá. Vô lụm hai bảo vệ anh bảy em ơi. Vô bảy em. Ê! Đừng có bắn. Đừng có bắn nha chú em. Trời ơi, tên lửa tới. Anh bé em nóng tính quá các bạn ạ. Anh em bắn nguyên một quả tên lửa luôn. Oh my god, sắp mặt luôn nè. Mấy anh bé em gắt quá các bạn ạ. Trời bắn bảy anh mà bất tỉnh luôn nè. Bảy em cọc quá bảy em ơi. Bắn sạch camera nữa các bạn. Vô tới đây rồi còn bắn sập camera gì nữa các bạn. Rồi bây em mời để anh em đứng ngoài cầm cái đó ra giữ cửa đi để anh lụm xíu tiền nè. À, gom tí các bạn ạ. À. Húp xíu các bạn, nói chung World Cup cũng tới các bạn ơi, đá thì cũng thắng đó nhưng mà mình cũng hơi thiếu các bạn ạ. À. Hôm bữa theo mấy người Tây bán nhà các bạn ạ. À, hơi lỗ xíu. Thì thôi nay gom lại tí kiếm lúa các bạn ạ. À. Cứ thong thả thôi bạn ơi. À, anh em mình vui vẻ thôi. Cướp tiệm vàng kiểu để xả stress các bạn ạ. À. Chứ bà chủ yên tâm đi, tí tôi đền lại cho bà gấp đôi, tôi cướp vì đam mê thôi, cướp vui, được chưa? Mấy ông chủ này đừng có la làng gì hết, mất thời gian lắm. Không chuyện đâu còn có đó chứ, hồi tôi thì tôi hèn tôi ok đó chứ còn thằng bảy em á nó nóng lắm, hồi nãy bảo vệ kênh cái thôi là thấy chưa, nguyên quả tên lửa bay từ từ vô luôn á, tôi slow motion lại mấy ông mới thấy á, chứ nó thao tác nhanh lắm đó. Bảy em lúc nào nó cũng năm năm cái tên lửa trên tay nó hết á. Thôi dẹp vô đi bảy em ơi, anh thấy mình à, phải phải cầm súng nha mọi người, phải cầm súng mới đập được nha. Công an ngoài chắc cũng bao dây rồi các bạn ạ. À. Nhưng mà kệ đi các bạn, ăn thua gì? Ăn thua gì mình các bạn? Ê, không chữ thề nha. Các bạn nó slow cảnh đập cho bạn coi nè. Ôi, anh bảy giới vàng các bạn ạ. À. Bảy chôm vàng các bạn ạ. À. Má ơi, anh bảy đĩa. Nhìn cái này tục thiệt chứ. À. Ê, chữ thề. Này chạy. Chữ, đừng có chữ thề. Đừng có chữ thề mà bạn. Rồi, đi thôi. Đợi chữ thề nha các bạn. Mình ghét nhất là những người chữ thề các bạn ăn, mặc dù mình lâu lâu mình cũng có chữ thề nhưng mà mình phải khuyên các bạn như vậy các bạn hiểu không. Rồi luôn mấy em báo rồi mấy em ơi,
Mày thấy gì chưa bé em? Mày phá luôn chiếc xe duy nhất của anh, hai anh em mình về rồi. Tí hai anh em mình về bằng gì bé em? Trời ơi, mày bắn cái tên lửa đó làm cái gì vậy? Ra ngoài nào. Bé em lo. Lo cho thằng anh này. Bé em bắn rồi các bạn. Thoải mái lên bé em, có đặt vụ FBI tới các bạn. Đạo đi bé em. Để coi bảy em nó lo hết nữa bạn. Thầy bảy em chuẩn bị phóng nổ rồi, bảy em chu mỏ lên bắn các bạn. Bắn chưa, chưa bắn nữa, chưa gài đạn nó cũng nhắm đâu ông cứu nội ơi. Thầy ơi thầy, rồi gài đạn nè thầy, đừng bắn chúng em nha thầy. Thầy nhắm kỹ lắm các bạn à, để mình slow dành cho bạn coi bảy em nó bắn sao các bạn ạ. Bảy anh thì đứng chơi vui thôi, anh em nhà bảy này trong game này được ưu ái lắm rồi ạ, được chủ kênh trong game mình ưu ái lắm. Tên quậy thoải mái rồi ạ. Ui tên lửa bay các bạn ạ. Trời, nó bắn cái gì vậy? Ôi kệ, bắn cái gì rồi. Má ông thầy này trời, ông vẫn mặt hả thầy? Thầy vẫn mặt hả thầy? Thầy bắn cái gì? Ôi trúng rồi các bạn ạ. Ôi hồi nãy thầy bắn cái dừa các bạn ạ. Chúa này trúng đạn các bạn. FBI. Ui da, thầy đau á. Này xử đi anh ơi. Ôi bắn kìa, cứa này bắn bẫy, bẫy này bẫy lé gì vậy bạn ơi. Ui mấy chà né cũng hay quá à. Bơi trên không luôn các bạn ạ. Ui có chú chó các bạn ạ. Không được không được không được không được không được, nó về chú chó này đi các bạn ạ. Các bạn chú chó này cho vô bãi cỏ đi các bạn ơi, sao có chú chó đây. Ui rồi rồi xong các bạn, tiếp tục tiếp tục. Chú chó không có tội nha mọi người, chúng ta phải yêu thương một vật. Ây da, ui da, tôi bị trúng đạn rồi bé em ơi, phía tôi. Đổi chiếc xe nè bé em, lên xe có bé em ơi. Anh em mình tẩu cái nào, mày phá luôn chiếc xe của hai anh em mình tẩu rồi đó. Giờ mình mới đi mượn xe anh khác chứ sao giờ. Ôi, vô tình được cái xe chống đạn các bạn ạ. À. Ê, có chiếc xe xanh xanh nè. Anh nghĩ xe này hai anh em mình trốn được nè bé em. Ui má nó báo. Thôi anh xin lỗi bé, mình lỡ phá xe rồi. Ơi bé em ơi, anh thấy có con xe đen nè, FBI chúng tôi. Ui xe bóng lưỡng luôn mọi người ạ. Để anh, để anh, để anh đề máy cho bé em ơi. Rồi mình tẩu nhá. Ui bé em chọc thế nhờ. Anh em mình cướp được có 690 ngàn đô à bé em ơi, chưa được triệu đô nữa. Cứ kệ đi anh em mình cướp gì đam mê mà. Mình cũng cần chúng thôi. Ui xe này trơn quá bé em ơi. Chả thấy nó sao sao á. Anh nhà anh lái xe quay quen rồi, giờ anh lái mấy chiếc này anh lái không quen bé em ơi. Chắc mình thả mấy em xuống cho nó bắn các bạn ạ. Ui rất chiếc này nè mọi người ơi. Thôi mà thôi đi các bạn ạ, chiếc nó chạy chậm lắm. Mình tính lấy chiếc xe bọc thép của anh sát á. Ui có chiếc xe màu xanh nữa các bạn ạ. Ồ đây rồi, xe máy đây rồi các bạn ạ. Đây rồi mấy em, mày đừng phá chiếc này nha mấy em. Đi mấy em, đến mấy em. Rồi rồi, để anh trẻ cho bé em coi nha. Đó, dẻo chưa bé em. Đó. Mình là bảy anh nha các bạn, nên mình không kêu anh bảy đâu. Tại trong đây có hai anh bảy lần. Mình là bảy anh rồi các bạn à, nên này là bảy em nha mọi người. Chứ bình thường nếu có một mình anh bảy thì mình sẽ kêu là anh bảy nhớ. Đó, nè bảy em nhìn nè bảy em. Ui trời ơi, tính chen quá, kẻ hẹp. Ôi, bạn ơi, bảy em nó nóng quá bạn à. Đừng, thằng bé em nó nóng rồi. Trời ơi, sao mày bắn anh.
em nó nói khùng lên đó bà, nó khùng nó điên lên nó quậy rồi. Nó nhắm vô mình nó bắn luôn đó bà. Ý là nó nói mình chạy ngu hay gì á trời. Mấy em mày quậy quá mấy em ơi. Ok nó nhắm vô gì nó bắn rồi. Ua hay. Qua này bắn hay các bạn à. Mày bắn anh cái anh xỉu 3 ngày 3 đêm chưa dậy luôn nè mấy em. Tên lửa gờ nồng quá mày à. Wow. Đã thiệt các bạn ạ, à, có cái slow motion này nhìn xịn thiệt chứ. Mày bắn ai nữa cho bê em. Ủa có máy bay chiến đấu kìa. Rồi để anh bắn cho mày coi thử nha. Đó. Nè các bạn. Tên lửa gờ nồng. Trúng thẳng vô máy bay. Wow. Trực thăng chịu không nổi các bạn. Trực thăng nổ tung luôn. Nét bấy trên không luôn các bạn. Quá đẳng cấp. Cái hiệu ứng slow motion này là máy mặt chơi nó nhìn nó mướt đã lắm các bạn ơi. Ồ, bao nhiêu đồng chí sĩ quan đều bị trốn pha này. Anh em mình quá càng quét các bạn ơi. Wow. Hai anh em cọc xong 7 các bạn ạ. À. Ê để mình bắn thử cái súng này nha các bạn, coi slow motion nó có làm chậm được tốc độ viên đạn của này không nha. Không bạn ơi, súng này nó bắn cực nhanh luôn các bạn ạ. À. Bắn siêu nhanh luôn á, gần có bánh sáng luôn á. Tự xin vào đồng chí này nha. Trời ơi. Nào bắn đau cái gì? Thằng 7 em nữa chứ không nào hết rồi ạ. Mấy bắn là mình té chỉ cần 7 em thôi. Ui. Bắn xuyên qua mà nó không chết luôn kìa. Ui. Đồng chí này là Superman à. Ui xuyên qua, ui xe tăng tới luôn rồi 7 em ơi. Mấy anh em mình nổi lắm rồi đó. Để anh bắn tên lửa cho mấy em. Ồ, tên lửa này mình thấm được xe tăng các bạn ạ. Để coi tên lửa khi va chạm với xe tăng nha các bạn. Tên lửa bay nhanh lắm các bạn ơi. Tên lửa AGB này nó bay nhanh lắm rồi ạ. Ây da, xe tăng nó nã anh kìa mấy em. Tên lửa này nó bay nhanh lắm nha mọi người, bay nhanh hơn. Bay nhanh hơn cái đạn tên lửa của cái súng của mấy em nha mọi người. Súng của mấy em là tên lửa có dẫn đường các bạn ạ. À. Còn này là súng phóng tên lửa không dẫn đường. Không dẫn đường cũng nhanh lắm. Các bạn thấy nó gời nồng cái là nó muốn tới luôn cái xe lửa luôn. Mặc dù nó slow nó xanh. Nó không kịp luôn á. Nè các bạn. Còn cái này nè các bạn. Mình bắn là nó có tốc độ nó hơi chậm nè. Mình vẫn có thể chạy không kịp. Còn cái kia xa nhanh lắm. Nè. Đó các bạn thấy không. Cái gời nồng chậm nè. Chẳng có thấy được chạy chà bá nữa nè. Dạ. Dạ mấy em, mày né đạn luôn hả mấy em, mày né đạn sẽ tăng luôn hả? Ẩu đó mấy em ơi. Dạ anh chơi súng này nè. Súng này mới dữ nè. Ôi súng này con thua rồi. Súng này đục con thua các bạn ơi. Súng này chỉ đục người thôi. Cái này đang tùy khó khăn lắm rồi đó. Cướp được kiếm tiền mà thấy quải quá ta. Chủ yếu cướp gì đam mê các bạn ơi. Nó bắn tỉnh không nổi luôn kìa. Thôi bạn ơi, tới lúc rồi bạn ạ. À, mình phải cho biệt đội 7 em xuất hiện các bạn ạ. À. Một 7 em nằm nổi thì 7 em các bạn ạ. À. Bây giờ có 7x7 các bạn ạ. À. Được chưa các bạn ạ. À? Quậy thôi anh em ơi. Đây các bạn, mình sẽ cho các bạn coi cảnh biệt đội 7x7 bắn. Đã có tên lửa bắn. Hồi anh 7 đi bắn hụt các bạn ạ. À. Anh 7 đây nhắm nè. Gờ nồng. Trời ơi, nạn này có vẻ như đi đột cây các bạn ạ. Trời ơi. Bắn cái này chết rồi. Ui, bắn cái gì? Má nó bắn mình các bạn ạ. Yeah. Ôi trời trời trời. Ui. Mình phải nhảy đẹp thiệt các bạn ạ. À. Nhảy cũng tập thể né được các bạn ơi. Né tập thể luôn. Đẳng cấp thiệt chứ. À, thứ này phải trúng đạn mình. Đây là mình nha mọi người. Đó. Ui, bắn trúng nhau vậy. Trời ơi, tự quỷ luôn các bạn ạ. À.
anh. Mấy bảy em này gì vậy đó? Bắn xe tăng rồi. Thôi cứu này té rồi. À, 7-7 các bạn ơi. Quá dữ rồi. Nè mọi người. Bị cho anh 7 cướp tiệm vàng các bạn. Ui. Rồi anh siêu các bạn siêu. Ô ẩu gì? Ẩu gì? Anh nhảy các bạn ơi, anh lộn luôn à. Ui anh đang dạy khét khét cái nhờ. Ui. Đó, có tên lửa bắn tới các bạn ạ. Ủa anh này ăn dạ hoài chá, nghĩ được nghĩ hoài không nổi. Bị đỏ anh 7 các bạn ạ. À. Bị đỏ anh 7 quậy thế giới các bạn thấy đỉnh không? Không còn thằng lính nào luôn các bạn ạ. À. Nói thiệt quá. Không còn chú nào. Ui. Anh 7 với 7 đại chiến các bạn ạ. À. Lộn ơi. Có đi các bạn ạ. À. Chứ đó là mình tạo lộn nha các bạn ạ. Xe tăng kìa. Trời ơi nó bắn nha kìa. Nha. Yeah. Uống nhau vậy, đỡ nhau vậy anh em. Mình là ủa bắn gì cũng hụt nữa, xe tăng chà bám à. Cố lên anh em. Trời ơi, thấy đi. Trời bắn lên độc cây không à. Đây nè, giờ xin là đây cho mấy cha bắn nè. Bắn mấy em, được chưa? Nã đó. Đó, trúng rồi đó các bạn ạ. À. Nã đó. Rồi, tới công chuyện. Xe tăng này dẫn giờ rồi. Ui, anh 7 đi, chuẩn bị siêu nữa các bạn ạ. À. Siêu. Vậy này cũng thua rồi ơi. Quá hoàn mục. Ôi da. Lộn mày khéo thế nhờ. Ôi slow xanh này đã quá mọi người, nhìn cảnh nó đã gì đâu luôn á. Chứ là bắn tên lửa nữa. Rồi xong rồi. Cái đạn của cái xe tăng này bắn nhanh lắm mày ơi. Slow xanh bắt không kịp luôn á. Ê, bây giờ mình thử cái trò này các bạn, mình thử bắt đạn tên lửa nha mọi người. Coi tên lửa ra nòng rồi mình có chụp. Ui nè. Ui. Không chụp được các bạn ạ. À. Viên đạn tên lửa rời nòng rồi mình thử chụp lại nha các bạn. Bắn lên anh. Bắn lên đi em chụp cho. Ui bài, bay nhanh quá. Một rồi. Ui. Quá đạn nó bay nhanh quá. Mình tính làm viên đạn mà. Ê. Không chụp được viên đạn rồi ơi. Không chụp được viên đạn nha mọi người. Đã thử rồi giờ không được. À cho đội đặc nhiệm anh vậy này quậy thì không có công an nào xí nổi luôn bạn. Năm sao đó bạn bắt lực luôn á. Kìa kìa kéo tới nữa kìa. Nó kéo tới kìa anh em. Trời ơi. Quá dữ quá dữ. Em bảy chiến quá mẹ. Nói về đồ chiến thì mà nó không có ai chiến hơn đội cái team này đâu bạn ơi. Nó nã tôi kìa. Nhắm ai mày. Nhắm nè. Bây giờ trận chiến này chắc không có hồi kết luôn á mấy anh em. Ok. Về giảng quà đây các bạn ơi. Bây giờ quân đội chính thức đầu hàng đội quân anh 7 đi các bạn ạ. À. Quân đội đầu hàng rồi. Ôi quân đội đầu hàng rồi mà anh 7 gì vẫn còn nước luôn các bạn ạ. À. Anh 7 chơi tới luôn. Trời ơi mấy anh. Cọc giá mang các bạn ơi. Các bạn thấy không? Kìa. Thằng kia lì các bạn. Mày lì nè. Anh 7 thù dai lắm. Lì. À, giờ mình cản luôn mà giờ tới mình phải cản lại mấy anh 7 này không có quậy nữa rồi quân đội mấy anh 7 vợt cho mấy tăng cũng chịu rút về các bạn ạ. Dạ ok ha mọi người, video hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy thích video này thì nhớ để lại cho mình xin một like, một lượt subscribe để ủng hộ channel của mình. Cảm ơn mọi người nhiều. Đây là biệt đội 7 anh 7 nha các bạn ạ. Biệt đội anh 7 quá dữ luôn các bạn ạ.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng 7 đến 7 luôn mày. Đẳng cấp rồi chứ. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho mình một lượt đăng ký kênh nha bạn. Và nhấn vô nút quả chuông để mình khi ra video mới thì các bạn nhận được thông báo nha. Và mỗi ngày mình sẽ ra video vào lúc 11 giờ trưa mỗi ngày nha các bạn. Cảm ơn mọi người nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Nhớ like cho mình tăng tương tác nhé.